Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ đồ chế xe 3 bánh tải trọng 500 đến 700 kg. Bộ này vẫn trang bị cho các bạn đầy đủ phụ tùng và các cái thiết bị, và cập nhật cái giá mới nhất. Trước tiên đi vào chi tiết thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Cái việc đăng ký kênh và bật chuông thông báo này nó giúp cho các bạn dễ dàng xem lại những cái video sản phẩm các bạn đã quan tâm và nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Tiếp theo nữa là các bạn đừng tua cái video mà hãy xem hết cái video này. Mình sẽ cố gắng chia sẻ những cái kinh nghiệm lựa đồ, phân biệt được những cái phụ tùng nào cần và những cái kỹ thuật để lắp đặt. Vì vậy khi các bạn tua video đi thì sẽ bỏ qua những cái giây phút đấy. Video không chỉ là review sản phẩm mà còn chia sẻ những cái kinh nghiệm đấy để cho các bạn cùng theo dõi. Và sau đây mời các bạn cùng mình đi nghiên cứu chi tiết từng cái đầu mục sản phẩm một. Thì trước tiên thì giới thiệu đến các bạn cái cây cầu và phía sang các đăng. Cầu các đăng này là cầu có chiều dài là 90 cm. Ở trong bộ video này thì các bạn có thể lựa chọn cái cầu dài ngắn khác nhau thì tùy ý các bạn thôi. Bên mình có các cỡ từ 70 cho đến 1m2. 70 thì nó bánh nó sẽ lên thành 80. Đấy, các bạn lưu ý cái vấn đề như vậy. Và tiếp theo nữa ấy, là đối với cái cầu 90 như thế này chẳng hạn, thì khi các bạn làm khung ấy, thì làm sao cho nó sát ra cái phần tambua này là tốt nhất. Thì các bạn cứ tính toán là cái mặt cầu này là 90 thì cái mặt khung ở trong các bạn cứ để làm sao khoảng 70 là đẹp. Chính là cái này, khung sẽ có chiều rộng là 70, thì đối với cái cầu 1m thì sẽ khung sẽ là 80. Đấy, cứ như vậy các bạn làm là ok. Khung càng sát bánh thì cầu càng khỏe. Và thứ hai nữa là cái cầu này là cái cầu này có tong bua lớn các bạn nhé. Tong bua này là tong bua 180 mm, tức là cái má phanh nó lớn như này thì cái độ phanh nó ăn hơn và nó an toàn hơn. Và cái cầu này là cái cầu bên mình là cầu hàng đặt cho nên là nó rất là nặng. Cái cầu này nó nặng khoảng 30 kg các bạn ạ. Nếu như những cái cầu dài là nó còn nặng hơn. Thì lát nữa mình sẽ mang một cái tong bua của nó ra cho các bạn xem. Thì đối với những cái dòng cầu ngày xưa ấy, nó chỉ có khoảng 27 cân thôi, nhưng giờ nó rất là lớn và nó nặng cho nên là ít khi nó bị vỡ cái tambua. Đấy là một. Tiếp theo đến thì số phụ thì không có gì thay đổi cả, vẫn là cái số 2 tầng nhanh và chậm thôi. Thì các bạn lắp đặt như thế này, cái phần dây cần ở phía trên, cái ống thông hơi cũng quay lên phía trên, và cái số lùi thì cũng là loại tốt. Đây, số lùi này thì là loại tốt. Đấy. Các đăng ấy thì bên mình trang bị cho các bạn hai cái khớp chữ thập và hai cái khớp trượt này. Thì ngày xưa thì cứ trang bị chỉ có hai cái các đăng và một khớp trượt này thôi. Thì khi hàn ống ấy, thì các bạn phải hàn ống lên đây và hàn ống lên một đầu bên kia là hàn lên khớp trượt. Thì nó khó khăn là bởi vì là cái ống này thì nó to mà cái đầu này nó nhỏ, cho nên khi hàn là nó sẽ không đồng tâm. Thì đi nó rung lắc. Thì bây giờ mình nhiều khách hàng yêu cầu là phải có hai cái khớp trượt này, thì từ trước giờ mình vẫn bán hai cái ống ống này. Thì khi các bạn hàn cái ống nối này lên cùng một cái khớp trượt này thì nó sẽ đồng tâm, thì lúc đấy đi nó sẽ tránh được hiện tượng rung lắc. Còn hơn là các bạn hàn vào cái vỏ này mà nó không đều là không được, không đạt. Ok, đấy, thì các bạn lưu ý là sẽ được trang bị hai cái khớp trượt nhé. Đấy, phần phụ kiện phanh thì vẫn bao gồm ba cái đũa phanh này, 1, 2, 3 này, một cái dây phanh và một cái cần phanh dừng đỗ. Cái tay lá để kéo phanh sau thì gồm có 8 cái lá như này, trong đó là có 10 cái lá như thế này, thì trong đó có 4 cái lá này được hàn chập lại thành tay kép, còn cái này được cắt bỏ và hàn khung để các bạn luồn cái ống 27 qua đây để làm cái đòn bẩy. Mình có một cái video về cách hàn cái
chân phanh dầu này tí nữa mình sẽ ghép vào phần cuối video này để cho các bạn xem cái cách thức làm cái phanh chân, hoặc là mình sẽ gửi link dưới video để các bạn cùng xem. Về phần phụ kiện nhíp, phụ kiện nhíp thì bên mình lúc nào cũng chuẩn và đủ, không những chuẩn lại còn đủ các bạn nhé. Đấy, nhíp thì có hai loại, nhíp 6 lá và nhíp 5 lá. Thì trong cái video bộ này là mình trang bị nhíp 5 lá, các bạn có thể đổi qua nhíp 6 lá, giá là chênh nhau 100.000 đồng. Đấy, thì mình cứ giới thiệu về cái phần phụ kiện nó sẽ giống nhau. U nhíp này, cái phần nhíp thì nó có hai cái lỗ lớn và lỗ bé. Lỗ lớn thì được đặt ở phía trước và ăn với nó là một cái u hàn lên khung như thế này. Đây là cái phần này sẽ hàn lên khung như thế này. Còn cái phần cao su này sẽ được xỏ vào một cái đầu này và đầu nhíp, đấy là phần trước. Quang nhíp và mặt bích. Mặt bích này thì có một số anh em bảo cái mặt bích màu đen phẳng nó dày hơn, nó khỏe hơn, thì mình xin thưa là mình vẫn có loại đấy các bạn nhé. Vẫn phục vụ anh em nhưng mình cảm thấy nó xấu và nó cũng không khỏe hơn. Tại sao lại nói là không khỏe hơn? Bởi vì cái kia là nó là mặt bích, mặt sắt phẳng. Và cái này nó mỏng nhưng nó lại dập cong. Đây các bạn này, nó dày khoảng 2,5 ly. Nhưng mà cái tấm thép nó được dập cong như này, và nó có gờ tăng cứng này, rất là cầu kỳ này. Đấy, cho nên là khi mà hai tấm sắt ấy, thì một cái tấm vung vung như kiểu cái vung son ấy. Tại sao các bạn thấy cái vung son người ta không làm phẳng mà người ta lại cứ dập hình vòm? Bởi vì là nó hình tròn, hình vòm thì bao giờ nó cũng cứng hơn là hình phẳng. Hình phẳng tuy rất là dày nhưng lại không cứng. Đấy, thì cái mặt bích này cũng thế thôi. Khi các bạn siết lên ấy, thì những cái thằng mặt bích phẳng nó không thể cứng bằng cái mặt bích võng này. Và thứ hai nữa là đối với cái mặt bích võng này thì nó ôm theo cái hình cung của cái nhíp này, nó hợp lý hơn. Đây, cái nhíp này nó võng. Đấy, thì các bạn đặt cái này nó cong theo cái nhíp thì nó hợp lý hơn là mình đặt lên một cái nhíp phẳng. Đấy là phần phần giữa. Và phía phần đầu cuối này là phần đáng chú ý nhất. Phần đầu cuối này thì nó có cái phần cao su bắt vào cái nhíp này, là nhíp bé này. Thì trong cái quá trình tại sao nó lại phải có cái phần gật gù như này, thì khi nhíp mình nhún xuống thì nó sẽ duỗi thẳng cái nhíp ra, thì cái này nó sẽ đẩy ra như này để nó triệt tiêu. Đấy, thì trên này là mình bên mình bán thì chuyên có cái mõ tròn sắt như này. Thì khi các bạn gặt như này thì nó có cả cao su đỡ, thì cái chốt nhíp này nó không bao giờ nó hỏng. Còn bình thường các bạn bắn luôn cái chốt nhíp này vào cái u sắt này thì khi quá trình dao động như này thì hai cái thanh này nó sẽ cắt vào cái chốt. Cái chốt đấy thì nó lâu hỏng nhưng đến lúc nó đứt lúc nào là mình không biết được và nó cũng không bền. Thì bên mình luôn luôn là có cái mõ tròn nhíp này. Đấy, là luôn có cái này, rất là bền để cho các bạn làm xe. Thì đấy là cái phần điểm nhấn của cái bộ nhíp. Tiếp theo cái bánh xe thì vẫn là bánh 400-12. Đây. Đấy. 400-12 này. Vành thì bên mình cũng có hai loại, vành trắng và vành đen. Còn đây là các cái thông số này. 355 cân trên một bánh. Đấy, tải trọng là khoảng 710 kg tổng tải. Cái vành thì nó cũng tương tự như cái vành trắng, thì cũng giống như kiểu cái mặt bích nhíp hôm nay mình nói thôi. Thì vành này, thì vành đen này là vành lội sản xuất, vành nó rất là dày nhưng nó lại là mặt phẳng bình thường. Còn cái vành tàu thì nó mỏng hơn đấy, nhưng mà nó lại dập cái gờ tăng cứng. Thì cái này thì có bạn thì thích loại dày kiểu như này, có bạn thì thích loại hình cong cong như cái kia. Thì các bạn thích dày, các bạn thích đẹp thì cái đấy thì mình sẽ bán theo yêu cầu của khách hàng. Còn nếu như mà hàng nó không có thì mình sẽ đưa mặc định. Loại nào còn thì mình đưa, bởi vì giá thành nó như nhau. Thì trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ về phụ tùng xe. Thì các bạn có những cái thắc mắc hay là liên quan gì đến giá thành sản phẩm thì xin vui lòng comment ở phía dưới thì mình sẽ trả lời về các giá thành. Mặt hàng thì nhà mình rất là nhiều, cho nên là các bạn mua buôn thì các bạn cứ liên hệ. Đây là cầu nhà mình này. Đấy, cầu rất là nhiều. Cầu trục, cầu điện, các thứ rất là nhiều. Đây mới chỉ là phần cầu trục thôi các bạn nhé. Còn những cái phần thiết bị khác nữa còn rất là nhiều. Vì vậy các bạn mua hàng thì
số lượng thì các bạn lựa chọn không có giới hạn gì cả. Bên mình vài chục cái một lúc hoặc là 100 cái cũng có, không vấn đề gì. Đấy các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nào quên đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nhé và bật chuông thông báo để tiện theo dõi những video khác. Giá thành sản phẩm bên mình luôn công khai. Đấy, mong các bạn ủng hộ.